Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu là bản tin cho biết là công ty giày thể thao Nike tuyên bố rút khỏi thị trường của Nga. Trong ngày thứ Năm 23 tháng 6, công ty Nike là một công ty sản xuất đồ thể thao lớn của Hoa Kỳ thông báo họ sẽ rút ra khỏi thị trường của Nga. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết trước đó hồi tháng 3 năm 2022, Nike cũng cho biết là sẽ tạm dừng hoạt động tại tất cả các cửa hàng do Nike sở hữu và điều hành ở Nga sau chiến dịch đặc biệt quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, thông báo cho biết là các cửa hàng do các đối tác độc lập điều hành của công ty sẽ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng đến ngày 23 tháng 6, nối gót nhiều thương hiệu lớn của phương Tây khác như là McDonald's, Google, thì Nike xác nhận là công ty sẽ hoàn toàn rời khỏi thị trường của Nga. Theo Reuters, luật mới sắp được thông qua trong vài tuần lễ sắp tới sẽ cho phép Nga thu giữ tài sản và phạt hình sự các công ty nước ngoài muốn rút ra khỏi Nga. Và có thể đó là nguyên do khiến cho nhiều doanh nghiệp phương Tây nhanh chóng đưa ra quyết định về việc rời khỏi thị trường nước Nga. Thông tấn xã Reuters cho biết thêm việc Nike rút ra khỏi thị trường Nga chủ yếu là mang tính biểu tượng vì đây không phải là thị trường mang lại doanh thu lớn của công ty. Doanh thu của Nike ở cả thị trường của Ukraine và Nga chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu. Trước đó vào tháng 5 năm 2022, truyền thông Nga đưa tin là Nike không gia hạn thỏa thuận với bên nhượng quyền lớn nhất ở Nga, đó là tập đoàn bán lẻ Inventive IRG, công ty điều hành 37 cửa hàng mang thương hiệu Nike ở Nga, thông qua một công ty con đó là Up and Run. Đây là dấu hiệu báo trước về việc Nike sẽ rút ra khỏi thị trường của nước Nga. Trở lại với một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, hàng loạt động vật có vỏ bị chết vì nắng nóng. Một nghiên cứu mới công bố trong đầu tuần này cho thấy là một đợt sóng nhiệt xảy ra tại Hoa Kỳ đã khiến cho động vật có vỏ như là nghêu sò, ốc hến và hàu chết hàng loạt ở tiểu bang Washington và tỉnh British Columbia ở Canada. Nghiên cứu nói trên vừa được công bố trên tạp chí Ecology. Nghiên cứu này chỉ ra là đợt sóng nhiệt dẫn tới nắng kinh hoàng đã bao trùm vùng Tây Bắc của Thái Bình Dương vào cuối tháng 6. Nhiệt độ của các tiểu bang như Oregon và Washington của Hoa Kỳ và tỉnh British Columbia của Canada đã tăng vọt lên tới gần 38 độ C. Trong khi đó, thành phố cảng Seattle thuộc tiểu bang Washington ghi nhận nhiệt độ cao nhất của mọi thời đại ở nơi đây là 42.2 độ C. Nhóm nghiên cứu do trường đại học Washington dẫn đầu đã tổng hợp và phân tích hàng trăm dữ liệu quan sát thực tế để có được một bản báo cáo đầy đủ đầu tiên về tác động của đợt sóng nhiệt với các loài động vật có vỏ. Các nhà nghiên cứu cho biết là tình trạng động vật có vỏ chết hàng loạt trên một diện tích rộng là do sự kết hợp của nhiều yếu tố xảy ra cùng một lúc, trong đó có việc thủy triều thấp nhất trong năm xảy ra vào những ngày nóng nhất và vào những thời điểm nóng nhất ở trong ngày. Nhà khoa học Wendell Raymond, tác giả chính của cuộc nghiên cứu đến từ trường đại học Washington, bình luận rằng phân tích này cho chúng ta một bức tranh tổng thể và thực sự rõ về việc tác động của các động vật có vỏ bị ảnh hưởng như thế nào vì nắng nóng, đồng thời cho rằng đây có thể mới chỉ là một phần của những diễn biến diễn ra thực sự trên thực tế. Hai công ty Samsung và LG kết thúc một cuộc chiến pháp lý kéo dài 10 năm là bản tin tiếp nối. Một cuộc tranh chấp kéo dài cả thập niên giữa Samsung Electronics và LG đều của Nam Hàn về công nghệ OLED và cuối cùng đã kết thúc. Nhưng người chiến thắng lại là một đối thủ đến từ Trung Quốc. Trong tuần trước thì tòa án tối cao của Nam Hàn đã giữ nguyên phán quyết tha bổng cho 4 nhân viên của Samsung Display và tổng giám đốc của một nhà cung cấp LG Display bị cáo buộc trộm cắp bí mật thương mại và đã chấm dứt cuộc chiến pháp lý dai dẳng từ năm 2012 giữa hai công ty này. Các công tố viên cáo buộc rằng 5 người nói trên đã sử dụng trái phép công nghệ vi bao của LG để niêm phong màn hình OLED. 5 bị cáo ban đầu nhận án treo nhưng sau đó được xóa án sau khi kháng cáo. Lý do là thông tin về công nghệ này cũng có sẵn trong các tài liệu học thuật và tham khảo cho các nhà cung cấp từ Nhật Bản và do đó không cấu thành hành vi bí mật thương mại. Đây chỉ là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý giữa hai hãng Samsung và LG về tấm nền OLED. 3 năm trước, tòa án cao cấp nhất của Nam Hàn đã tán thành phán quyết là LG Display đã làm rò rỉ công nghệ của Samsung Display. Cả hai bên cũng kiện nhau ra tòa ít nhất về 4 vụ về bằng sáng chế. Cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty đã bắt đầu vào năm 2012 khi giám đốc điều hành của LG Display bị buộc tội là đánh cắp công nghệ từ Samsung Display. Tuy nhiên, cả hai đã phải trả một cái giá chung là để cho các đối thủ của Trung Quốc tranh thủ vươn lên vì có hơn 100 kỹ sư màn hình của Nam Hàn đã chuyển tới Trung Quốc trong nỗ lực tìm kiếm những vị trí được trả lương cao hơn. Một nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết là hàng chục người đang thiết lập một dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy OLED của tập đoàn công nghệ BOE ở Trung Quốc. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu như Nam Hàn để thua Trung Quốc trong vấn đề màn hình OLED thì các thiết bị bán dẫn sẽ là một lĩnh vực tiếp theo. Chip bán dẫn đã trở thành một tâm điểm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng với việc cạnh tranh an ninh kinh tế nói chung. Sau qua phần tin giải trí, bản tin tiếp nối cho biết là người mẫu Kendall Jenner chia tay với lại siêu sao bóng rổ sau 2 năm hẹn hò. Theo một nguồn tin thân cận của cặp ngôi sao đã nói với tờ US Weekly cho biết rằng Jenner và Booker đã chia tay khoảng nửa tháng. Họ muốn dành thời gian để tập trung cho bản thân và suy nghĩ về tương lai của cả hai. Một nguồn tin khác cho biết là Devin Booker thường xuyên đi chơi với một phụ nữ khác trong thời gian gần đây. Siêu sao NBA tận hưởng quãng thời gian độc thân sau 2 năm hẹn hò với Kendall Jenner. Cặp ngôi sao này hẹn hò từ giữa năm 2020 và liên tục đi du lịch cùng nhau trong thời gian tránh dịch ở tiểu bang California. Kendall Jenner lần đầu đăng ảnh của bạn trai lên trang mạng xã hội vào sinh nhật của cô hồi tháng 11 năm 2020 và công khai hẹn hò trong dịp lễ tình nhân vào tháng 2 năm 2021. Devin Booker hiện là một cầu thủ bóng rổ thuộc đội Phoenix Sun, nhận được mức lương là 27 triệu cho mỗi một mùa. Năm 2017, anh lập kỷ lục là một cầu thủ trẻ nhất của giải NBA, ghi hơn 60 điểm trong một trận đấu. Trong khi đó, thì người mẫu Jenner từng nhiều lần đến xem và cổ vũ cho Booker khi anh thi đấu tại mùa giải năm ngoái. Kendall Jenner là một người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cô được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế mang tên Keeping Up With The Kardashians cùng với gia đình của cô. Và sau cùng là một bản phim điểm qua bộ phim truyền hình nhiều tập Stranger Things mùa 4. Phần 1 của mùa 4 Stranger Things tập trung giải thích về nguồn gốc thế giới đảo ngược, nơi trú ngụ của những sinh vật ma quái thuộc thương hiệu phim này. Nhà phát hành đã tung ra 7 tập đầu mùa 4 Stranger Things. Thương hiệu phim ăn khách bậc nhất của nhà sản xuất Netflix tiếp nối với câu chuyện của các phần trước. Kịch bản có thể chia làm 4 tuyến chính và 4 câu chuyện diễn ra song song, khiến cho thời lượng của các tập mùa 4 dài hơn là những phần trước. Khán giả cần phải tập trung theo dõi nếu không muốn bỏ lỡ chi tiết trong mạch phim. Ekip thành công trong khâu liên kết các mạch truyện riêng lẻ. Từng nhóm có nhiệm vụ riêng để giúp cho người xem hiểu hơn về thế giới Stranger Things. Mùa 4 cũng tăng mức độ các cảnh kinh dị, hành động khi nhóm nhân vật đã trưởng thành. Các cảnh siêu nhiên, jump scare đã được sử dụng nhiều hơn. Và ekip cũng đã tìm cảm hứng từ một số tác phẩm kinh dị kinh điển, thí dụ như là The Silence of the Lamb, hay là từ bộ phim A Nightmare on Elm Street, hay là bộ phim The Ring. Sự xuất hiện của đội đặc vụ bí ẩn truy đuổi Will và nhóm bạn sẽ hứa hẹn các phần sau sẽ có thêm nhiều cảnh bắn súng và rượt đuổi. Phần 1 của bộ phim truyện hình nhiều tập Stranger Things mùa 4 đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình sau khi ra mắt, đạt điểm tươi 89% trên trang Rotten Tomatoes. Đa phần cho rằng nội dung của phim hơi đen tối và phức tạp và hấp dẫn hơn các mùa trước. Một số ý kiến thì lại chê tiết tấu phim rối, khó theo dõi và nhiều đoạn quá dài dòng. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày bình yên, hạnh phúc.